Rất là nhiều anh chị em mới khi mà chúng ta mới bắt đầu kiếm tiền Tiktok Beta ấy thì chúng ta không biết là cái cách mà để tạo một cái tài khoản hoặc là chúng ta đăng nhập một cái tài khoản Tiktok trên uh, trình duyệt máy tính thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái cái uh, quy trình để chúng ta bắt đầu đăng nhập một cái tài khoản uh, Tiktok Beta ở trên máy tính như thế nào nhé Rồi bây giờ chúng ta cùng vào video và nếu như bạn nào mà mới xem kênh youtube của mình ấy, thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh youtube là phan thanh niên của mình nhá sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục là uh, video này thì ở trong đây thì mình cũng có để rất là nhiều cái video về tiktok beta thì các bạn có thể tham khảo ở đây và các bạn có thể truy cập vào cái phần là uh, danh sách phát để theo dõi những cái chuỗi video uh, dành cho những anh em nào mà mới kiếm tiền tiktok beta thì chúng ta có thể có thể uh, vào đây để xem và ngoài ra thì anh chị em mà muốn đặt câu hỏi thì chúng ta có thể truy cập vào cái tab cộng đồng của bên mình này Thì ở trong đây thì mình cũng cập nhật thường xuyên video Và anh anh chị em nào mà chúng ta có câu hỏi thì sẽ comment ở đây nhá Thì cuối tuần thì mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào video nhé Thì đầu tiên là cái tài khoản của bên mình, mình sẽ có định dạng là username này Pass và Pass Hotmail vậy thì uh, bây giờ thì bạn sẽ tiến hành bạn đăng nhập cho mình là uh, uh, bạn sẽ lấy cho mình là uh, cái user và pass nhé rồi thì bây giờ này sau khi mà bạn mở cái một cái trình duyệt uh, web lên đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình uh, copy cái này vào nhé đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái uh, copy cái email này vào này rồi tiếp theo thì bạn sẽ copy cái phần uh, password này password thì uh, mình để phần sau dấu gạch này nhé nó sau dấu gạch này thì bạn sẽ copy vào cho mình đó, mình sẽ dán vào đây rồi sau khi mà bạn đã điền user pass vào rồi thì mình sẽ bấm vào phần connection này mình sẽ bấm phần đăng nhập rồi bây giờ bạn sẽ tiến hành bạn xác minh cho mình cái hình ảnh này nhé nó sau khi nó báo đấy là thành công rồi đấy thì bây giờ bạn sẽ kiểm tra cho mình cái IP hiện tại nhé thì đầu tiên thì bạn sẽ phải bật cho mình một cái tài khoản HMA này nhé đầu tiên bạn sẽ bật HMA này cho mình này sau đó bạn sẽ chuyển cho mình vào cái vị trí là Pháp nhé ví dụ là bạn mua một cái tài khoản Pháp của bên mình ấy, thì bạn sẽ tiến hành bạn đăng nhập cho mình là Pháp nhé đây thì ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần vị trí này ở phần search này bạn sẽ chọn cho mình là Paris Đó thì mình sẽ chọn vào cái phần Paris nhé Rồi Thì à, tới đây thì bạn sẽ Sau khi mà mình mà bật cái HMA lên rồi ấy, Thì nó sẽ có một cái địa chỉ à, Thì HMA sẽ cung cấp cho mình Một cái địa chỉ à, IP ở bên Pháp nhé Thì à, bạn sẽ truy cập vào cái trang này để Bạn kiểm tra cho mình này Đó Thì à, sau khi mà bạn truy cập vào cái trang này của mình rồi ấy, Thì nó sẽ hiện lên như này đây là cái tên thiết bị này. Và cái thời gian ở bên Pháp này. Nếu mà anh chị em nào mà chúng ta đang làm ở bên Pháp ấy, thì mình sẽ kéo xuống dưới đây nhá. Cái phần time zone này nó sẽ hiện cái phần giờ nhá. Đấy, giờ của bên Pháp này. Hiện tại bên Pháp đang là 25 tháng 2 năm 2024 này. Và giờ của nó là 19 giờ 44 nhá. Đó là cái giờ của bên Pháp thì nó tầm này anh em đăng là rất là ok đấy. Thôi thì sau khi mà chúng ta đăng nhập vào rồi thì mình sẽ lưu lại ở đây nhá. Coucou les gars, c'est bây giờ mình sẽ tắt âm đi nhá cho nó đỡ. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua đây này. Đó nếu mà cái tài khoản của mình ấy mà đăng nhập và vào nó chưa follow được ấy, thì anh em sẽ tiến hành anh em cứ làm bình thường nhá. Thì mình sẽ tối ưu kênh này. Đấy. Thì hiện tại bây giờ địa chỉ bên Pháp thì là toàn video của Pháp thôi. Đó là cách mà để mình kiểm tra một cái tài khoản à, nó cái địa chỉ IP của nó đúng bên Pháp chưa nhá. Rồi thì đó là cách người mình mình đăng nhập vào cái tài khoản à, TikTok Beta Pháp của bên mình. Và anh em nào mà chúng ta có nhu cầu mua cái tài khoản TikTok Beta Pháp đã tạo sẵn và về chúng ta chỉ cần à, tương tác nhẹ một chút và chúng ta up video lên luôn thì à, anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá đường link thì mình có để ở phía dưới của video cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và chúc các bạn có một buổi tối tuyệt vời xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo.